Chạy chó và Dì Đức Cung Phi xin chào toàn thể mọi người. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chạy chó và Dì Đức Cung Phi sẽ tiến hành quay và giới thiệu đến mọi người bốn chú chó và Dì Đức Con. Bốn chú chó và Dì Đức Con này thì đều là đực nha mọi người. Trên 2 tháng tuổi và là hậu duệ của Jojo, cháu nội của Thilo á mọi người. Bốn chú chó và Dì Đức Con này thì đã được chạy tiến hành sổ giun và đã kết hợp làm cho 2 mũi vaccine, một mũi 5 bệnh và một mũi 7 bệnh. Thì hiện tại tình trạng sức khỏe rất là ok, ăn uống rất là tốt, đảm bảo cho bà con nuôi an toàn. Và cái cân nặng trung bình của bốn chú chó này thì nó từ 6 đến 8 kg một bé nha mọi người. Đó, và anh chị cô chú nào mình đang thích nuôi bảy chú Đức Con mà lông dài á thì mọi người có thể là xem và tham khảo cái bầy này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem tổng quát về bốn bé này trước, và tí nữa đây thì em sẽ phân ra từng bé quay cụ thể chi tiết và báo giá cụ thể luôn cho mọi người. Mọi thông tin chi tiết thì mọi người vui lòng liên hệ đến số điện thoại chính của trại, đó là 0901392739. Mọi người gặp chủ trại là Cung Phi. Mọi người có thể là trao đổi chi tiết cụ thể hơn với Cung Phi nhé. Đó, và đây là bé đực đầu tiên nha mọi người. Thì cái bé đực này có giá là 7 triệu nha mọi người. Mọi người cứ xem và tham khảo được thì mọi người cứ liên hệ cho Cung Phi. Bầy này thì cái màu mảng, form dáng và chất lông của nó rất là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người có thể xem nó rất là đỏ. Đặc biệt là đối với những chú chó bảy chỉ Đức mà nó lông dài mà mọi người có thời gian chăm sóc và tắm trại thường xuyên cho nó thì thật sự nhìn nó rất là thích. Và tiếp theo đây là bé đực số 2. Và bé đực số 2 này thì có giá 9 triệu nha mọi người. Mọi người có thể coi tham khảo và mọi người trao đổi chi tiết với Cung Phi. Đó, thì ngoài cái việc mà mọi người có thể trao đổi chi tiết với Cung Phi qua số điện thoại đó thì mọi người cũng có thể là kết bạn Zalo, Facebook, cũng là cái số điện thoại này luôn, và cái nickname là Trần Cung Phi. Mọi người có thể là kết bạn vào đấy thì khi đó mình có thể trao đổi bằng hình ảnh video nó cụ thể và chi tiết hơn. Và cái đường link Zalo, Facebook thì em có để ở bên dưới cái phần mô tả ấy. Mọi người bấm vào đó, mọi người có thể kéo xuống mọi người xem, và mọi người ấn vào đấy để kết bạn nhé. Thank you.
Và tiếp theo đây là váy đực số 3 nha mọi người. Váy đực số 3 này thì có giá 6 triệu. Và đây là bé đực cuối cùng nha mọi người. Bé đực này thì nhỏ nhất út trong bầy, thì form dáng ngoại hình của nó thì nó hơi thịt thòi hơn các anh của nó một chút, và cái giá của nó là 4 triệu. Mọi người có thể là tham khảo và xem bé này nha. Đó thì xong cái bé đực này thì anh em mình cũng kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây, và cũng hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho kênh bằng cách là mình đăng ký, like, share, còn mọi người nhấp vào biểu tượng chuông không phải màn hình ấy, để khi mà chạy đưa lên những cái video mới thì mọi người có thể là cập nhật và nhận được những cái thông báo nhé. Đó, và nếu như anh chị cô chú nào mà mình không muốn nuôi chó con mà mình muốn nuôi chó trưởng thành, được cái trưởng thành thì mọi người cũng có thể là liên hệ gặp Công Phi, thì cái đấy Công Phi sẽ cung cấp video hình ảnh và báo giá cụ thể về những chú chó được cái trưởng thành cho mọi người.